Luận BK Channel xin gửi lời chào quý vị và các bạn. Hãy cùng đến với chương trình tổng hợp trận đấu qua những tình huống đáng chú ý và nhận định cá nhân của Luận BK. Video này sẽ mang đến cho các bạn những diễn biến chính trong trận cầu cạnh tranh trong một suất top 4 vòng 33 giải Ngoại hạng Anh giữa chủ nhà Tottenham cùng đội khách Man United. Tình hình phong độ của hai đội trước khi đến với trận đấu này là hoàn toàn trái ngược. Khi đội khách MU đã lấy lại được sự tự tin sau chiến thắng trước Brighton để điền tên mình vào chung kết FA Cup, còn với chủ nhà Tottenham, mọi thứ đang dần trở nên phức tạp và rối rắm hơn rất nhiều. Tình hình dưới thượng tầng, cụ thể là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội bóng đang khá giống với người hàng xóm Chelsea. Mùa giải này chiếc ghế ấy đã đổi tên đến 3 lần. Niềm tin từ người hâm mộ cũng như chính bản thân các cầu thủ chủ nhà đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đội hình ra quân hai đội không có quá nhiều bất ngờ khi huấn luyện viên tạm quyền Ryan Mason bên phía Tottenham sẽ không cố gắng áp đặt triết lý riêng hay thay đổi quá lớn so với cách vận hành quen thuộc câu lạc bộ này. Vẫn sơ đồ 3-4-2-1 với tiền đạo cắm Harry Kane. Hỗ trợ cho anh sẽ là Richarlison cùng Son Heung-min. Còn bên phía đội khách, bất ngờ duy nhất đã xảy ra khi trung vệ đội trưởng Harry Maguire, người được yêu mến bởi 19 đội còn lại, đã gặp chấn thương ngay trong lúc khởi động. Đã thay anh sẽ là Luke Shaw. Tuyến trên của MU sẽ thay đổi nho nhỏ với Rashford đá cắm cao nhất. Hỗ trợ phía sau anh là bộ ba Sancho, Bruno, Anthony. Đặc biệt chú ý là trường hợp của Bruno Fernandes, hai ngày trước anh còn phải mang nạng để đi lại. Bước vào hiệp 1, đội khách đã có màn tiếp cận rất tự tin trước một Tottenham đang mất phương hướng. Ngay phút thứ 7, từ một pha tổ chức tấn công mạch lạc ở trục giữa của Man United, Rashford có bóng rồi solo khéo léo qua hai cầu thủ chủ nhà. Sau đó nhả bóng sang cánh trái rất thoáng cho Jadon Sancho. Tiền vệ đang có chuỗi trận khá thất vọng gần đây, bỗng có pha xử lý đầy tinh tế, gạt nhẹ bóng sang bên chân phải rồi cứ lòng vào góc xa cực kỳ hiểm hóc, làm bó tay thủ thành Foster, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng như món quà đền đáp lại niềm tin và hy vọng mà Erik ten Hag đã trao cho tiền vệ cánh người Anh này. Sau khi bị thua sớm, đội chủ nhà đã nỗ lực tổ chức lại cự ly đội hình và phối hợp tấn công nhiều hơn. Thế nhưng trong lúc họ đang còn loay hoay chưa tìm ra cách tấn công hiệu quả thì đội khách lại có cơ hội. Phút thứ 19 lại là những pha phối hợp ở trung lộ bên phía Man United. Bóng được xả sang bên cánh trái rất thoáng với Sancho. Anh tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp về khung thành Tottenham. Nhưng các nỗ lực lăn xả của hậu vệ chủ nhà đã phần nào hóa giải sức ép. Đặc biệt là Perisic đã chọn đúng vị trí để phá bóng ra ngay trước vạch vôi khung thành đội chủ nhà. Sự tự tin đang được đội khách thể hiện một cách rất tuyệt vời. Phút thứ 25 đến lượt Bruno Fernandes có cơ hội. Từ một cú tiếp bóng bước một cực kỳ tinh tế, anh dễ dàng loại bỏ tiền vệ bên phía Tottenham. Để thêm một nhịp rồi tận dụng khoảng trống trước mặt, anh tung ra cú sút xa bằng chân trái rất bất ngờ. Bóng đi căng và kết hợp thêm trời mưa khá nặng hạt, thủ môn Foster đã không thể bắt gọn. Anh lựa chọn đẩy bóng ra và chịu quả phạt góc. Riêng về mặt tâm lý và tinh thần, cho đến lúc này MU đang hoàn toàn vượt trội. Thế trận những phút sau đó có phần cân bằng hơn đôi chút khi chủ nhà bắt đầu có thêm những pha hãm thành nhưng kém hiệu quả. Còn đội khách đã chậm lại nhưng phản công rất sắc bén. Phút thứ 39, Bruno Fernandes lại có một pha thả bóng điểm rơi tuyệt vời, chuẩn xác đến từng mm hướng đến vị trí của Rashford. Tiền đạo tuyển Anh đã xâm nhập vòng cấm và một mình đối mặt với Fraser Foster. Tiếc rằng cú dứt điểm cận thành của anh lại không thể chiến thắng được pha băng ra chuẩn xác đến từ thủ thành Tottenham. Tỷ số vẫn chỉ là 1-0 nghiêng về MU. Tình huống tấn công đáng chú ý nhất của chủ nhà đã đến vào phút thứ 43. Perisic băng xuống một mình đối mặt với De Gea. Tiếc rằng cú sút chân trái của cầu thủ này không đủ khó để hạ gục thủ thành đội khách. Trong lúc các khán giả Tottenham đang mải tiếc nuối thì Man United lập tức tổ chức một pha phản công chớp nhoáng. Chỉ 3 đường chuyền và Bruno Fernandes đã được bóng lên phía trên quá thoáng dành cho Rashford. Lần này tiền đạo người Anh đã không bỏ lỡ cơ hội nữa. Anh xử lý đầy tốc độ vượt qua hậu vệ rồi tung cú sút chân trái uy lực, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Man United. Tỷ số 2-0 cũng chính là tỷ số cuối cùng của hiệp 1, một hiệp đấu mà đội khách đá ao trình, gần như nắm toàn bộ những diễn biến trên sân, tổ chức phối hợp thong thả, nhẹ nhàng đơn giản mà lại cực kỳ hiệu quả. Cơn mưa nặng hạt không báo hiệu điều gì tươi tốt dành cho chủ nhà cả, thậm chí còn là một cơn mưa bàn thắng dành cho đội khách nếu như sang hiệp 2, Tottenham không tìm ra cách để thay đổi cục diện trận đấu. Bước vào thi đấu thứ hai, đội chủ nhà đã điên cuồng dâng lên tấn công tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ngay ở phút thứ 48, sóng gió đã nổi ra ngay trước khung thành đội khách. Từ những pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, trung vệ lăng lê bật cao đánh đầu vượt qua tầm với của De Gea, nhưng rất tiếc bóng liếm xà, chạm mép trên xà ngang và bay ra ngoài. Sức sống đã dần trở lại trong cách chơi của đội chủ nhà ở hiệp 2. Những nỗ lực tuyệt vời của chủ nhà cuối cùng đã có hiệu quả. Phút thứ 55, xuất phát từ cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm MU. Richarlison sút bật người hậu vệ nảy ra đến chân của Pedro Porro. Hậu vệ cánh phải của Tottenham đã tung ra cú vẩy má ngoài chân phải rất điệu nghệ, găm thẳng vào góc cao khung thành đội khách, làm bó tay thủ thành De Gea, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, lấy lại tinh thần rất nhiều cho đội chủ nhà. Đội khách ngay sau đó cũng có câu trả lời ấn tượng. Phút thứ 57, vẫn là nhạc trưởng Bruno Fernandes có cú solo ngay trong vòng cấm, sâu kim hậu vệ Tottenham rồi đối mặt thủ môn Foster. Tiền vệ người Bồ lựa chọn lốp bóng tinh tế nhưng rất tiếc bóng chạm xà ngang. Vừa nảy ra thì đến vị trí của Wan-Bissaka, nhưng tiếc rằng cũng là hậu vệ phải giống Porro, có điều anh chàng này đánh đầu không đủ hiểm hóc, tỷ số vẫn chỉ là 2-1. Những phút tiếp theo, rõ ràng có thể thấy đội chủ nhà đã vùng lên đầy mạnh mẽ sau bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút thứ 66, từ một nỗ lực đi bóng của Kane, tiền đạo người Anh tạt bóng chuẩn xác cho Son Heung-min đứng rất thoáng trong vòng cấm. Tiếc là tiền đạo người Hàn Quốc đã không có một cảm giác bóng thực sự tốt. Cú dứt điểm của anh đưa bóng đi chệch khung thành khá xa. Nếu đây là Son của mùa giải năm ngoái thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Cơ hội đến liên tục cho chủ nhà với sự năng động đến từ hai cánh. Phút thứ 69, Perisic có đường tạt bóng như đặt cho Eric Dier bất ngờ xâm nhập vòng cấm không ai kèm. Tiếc là cú đánh đầu lái bóng ra góc xa của trung vệ này lại không chính xác.
những sự tiếc nuối hiển hiện trên khuôn mặt của huấn luyện viên tạm quyền Ryan Mason và các khán giả trên sân Tottenham Stadium. Họ đang rất gần bàn thắng gỡ hòa rồi. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, các sức ép liên tục của đội chủ nhà đã có được hiệu quả mà họ mong muốn. Phút thứ 79, xuất phát từ sai lầm tệ hại của Fred, Harry Kane tận dụng cơ hội dốc bóng thẳng về phía khung thành Man United, rồi tung ra đường tạt bóng không thể chuẩn xác hơn dành cho Son Heung-min. Lần này tiền đạo người Hàn Quốc đã tận dụng thành công cơ hội, dứt điểm chân phải nhẹ nhàng tinh tế, cân bằng tỷ số 2 đều. Các fan MU đang cảm nhận thấy một cơn ác mộng như đã từng gặp ở trận đối đầu với Sevilla. Những phút còn lại, chủ nhà có vẻ muốn bảo toàn tỷ số hòa nên đã không còn dồn lên cao đá mạo hiểm nữa. Họ thay những tiền đạo ra và đưa vào các hậu vệ. Đội khách có chút nỗ lực để giành chiến thắng nhưng không thành. Tỷ số chung cuộc là 2 đều. Kết quả này làm hài lòng Tottenham khi chứng kiến những gì đã diễn ra trong hiệp 1. Cá nhân Lội BK thấy rằng đây là một trận đấu có kịch bản gần như y hệt với trận đấu tại Europa League giữa Man United với Sevilla, khi mà Quỷ Đỏ đã có được hiệp đấu đầu tiên hoàn toàn vượt trội, ao trình, đá như dạo chơi, có được hai bàn thắng làm vốn. Nhưng rồi sang hiệp 2, những sự trùng xuống và đuối sức từ một vài vị trí đã khiến họ phải trả giá. Trận hòa này cũng chưa phải là một thảm họa dành cho MU vì họ tuy kém 2 điểm so với Newcastle nhưng còn trong tay một trận chưa đấu. Có điều trận đấu này cũng vang lên những lời cảnh báo cho đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag. Họ đang có những biểu hiện trùng xuống trong hiệp 2 và phải trả giá rất đắt. Vừa rồi là diễn biến cùng nhận định của Lobby K về trận cầu có cơn mưa bàn thắng giữa Tottenham và Man United. Tỷ số 2 đều đã khiến cho lời linh cảm của mình trở thành linh cảm ngược. Hy vọng lần sau MU sẽ đã tập trung hơn ở hiệp 2 để lời dự đoán của Lobby K trở thành chính xác. Các bạn nhớ like, share cùng subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!